bấm quay chưa? Quay rồi hả? Trời ơi, vậy xong nói. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa mới nhận được một cái sản phẩm rất là đặc biệt mà mình đã đặt hàng cách đây khoảng 2 tháng trời, và hôm nay mình mới chính thức có nó trên tay. Các bạn biết đó là sản phẩm gì không ạ? Đó chính là đôi giày BTS Hunter phiên bản U23 Việt Nam. Wow. Mới nhận nó hồi chiều nay luôn. Đấy, rất là háo hức. Về cái nguồn gốc của cái đôi giày này á, thì nhân dịp đội tuyển U23 Việt Nam mình á, là cách đây cũng khoảng 2 tháng thôi, vào tới trận chung kết U23 châu Á. Đấy, cho nên là cái hôm đó là bão bùng rầm trời luôn. Mình có đi bão nữa. Thế mình vui chứ. Đấy, cho nên là BTS đã sản xuất ra cái phiên bản giày này. Và đó là phiên bản giới hạn, chỉ có sản xuất 2.323 đôi mà thôi. Trong đó là dành cho 2.300 bạn đặt trước và 23 bạn may mắn tham gia cái chương trình gì đó trên fanpage của BTS. Đấy, và tất nhiên mình là một trong số 2.300 người đó nhanh tay đặt trước. May mắn hơn nữa là mình là những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu nó, tại vì mình ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được trước các bạn ở Hà Nội cũng như là các tỉnh thành lân cận khác ha. Rồi, không thể chờ đợi thêm nữa, mình sẽ đập hộp cho các bạn xem là bên trong hộp có những gì cũng như là đôi giày nó có đẹp hay không nhé. Rồi, bên ngoài hộp có cái màu đỏ bọc đô, đỏ đậm, logo U23 Champion of the People, phiên bản tự hào ha. Rất là đẹp. Đấy. Rồi, chúng ta đến bên trong hộp nào. Ở đây cũng có logo Champion of the People. Ồ, có một dòng chữ là: với người Việt, hình ảnh màu đỏ trên nền tuyết trắng tối ngày 27 tháng 1 2018 đã đi vào lịch sử. Ngay khi tuyết có thể tan, nhưng màu đỏ ấy vẫn sẽ mãi rực cháy. Đó là nguồn cảm hứng để BTS Hunter cho ra mắt phiên bản giới hạn The Red Snow, dành tặng cho những con tim đã cháy hết mình cổ vũ cho U23 Việt Nam niềm tự hào dân tộc. Trời, đọc câu này xong thấy yêu nước hẳn. Đó là cũng là lời nhắn nhủ của BTS đến với những fan như mình đã sở hữu đôi giày ha. Rồi, đây chính là đôi giày của chúng ta, phiên bản U23 tên là The Red Snow. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. À, vừa mới mở ra nó xộc lên mũi, là một cái mùi giày mới. Rất thích là ngửi cái mùi giày này mỗi khi mà đập hộp. Rồi, chúng ta xem trong hộp còn có những gì nữa nè. Đây, vị trí chúng ta cho chúng ta hai cái túi cũng có cái phiên bản chữ nè, phiên bản tự hào The Red Snow luôn. Ngoài ra thì chúng ta còn có sợi dây sơ cua nữa thôi. Rồi, hết. Sẽ để qua một bên. Quá sức đẹp các bạn ạ. À, mình mang size 43 cho nên đặt size 43 luôn. Về mình không phải là cái dân chơi giày cho nên là cũng không có thể nào mà đánh giá một cách chuyên sâu cho các bạn được. Mình sẽ đánh giá thêm cái cảm nhận của mình nhé. Rồi, giày có màu đỏ, red. Phía trước thì có một số cái lỗ thoáng khí để chúng ta mang đi tập thể thao hay là đi làm cả ngày, nó sẽ không có bị nóng chân. Rồi, phần giữa này thì chúng ta có một số cái họa tiết để cách điệu và tạo cái điểm nhấn cho đôi giày ha. Phần đế thì cũng giống như những cái đời BTS Hunter, rất là mang rất là êm. Điểm xuyết thêm những cái chấm đỏ giống như tuyết như vậy. Đó, bởi vậy ta mới gọi là The Red Snow là vậy. Chiến binh màu đỏ trên nền tuyết trắng. Đó, cái trận chung kết đó, đá dưới tuyết luôn. Đây là mạc, phía bảo hành và thành phần cấu tạo và nơi sản xuất thôi. Rồi, mỗi đôi giày phiên bản U23 Việt Nam The Red Snow này được đánh số thứ tự từ 1 đến 2.323. Cái số giày nó sẽ nằm ở đây. Và đôi của mình là 901, là đôi được sản xuất thứ 901 ha. Số cũng không đẹp lắm, mình hy vọng một cái số nào đó đẹp hơn nhưng mà không có. Thôi kệ cũng không sao, đôi giày đẹp là được rồi. Phía sau giày thì chúng ta đây có logo của BTS Hunter.
những cái đường may á rất là đẹp, rất là chắc chắn, mang trên chân chắc sẽ thích lắm đây. Rồi mình sẽ có một cái thời gian trải nghiệm và sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Rồi xin cảm ơn các bạn đã đến với cái buổi đập hộp đôi giày BTS Hunter phiên bản U23 Việt Nam The Resno này. Xin chào và hẹn gặp lại.